Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ cập nhật cho anh chị về giá bán của thời điểm tháng 1 năm 2024 và các dòng xe của Toyota, và một tin đặc biệt vui cho những anh chị quan tâm đến dòng xe Toyota Ray. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản Toyota Ray màu đỏ nóc đen. Thì chính thức từ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 thì Toyota Việt Nam đã giảm giá niêm yết cho dòng xe Toyota Ray. Cụ thể như sau, thì đối với dòng xe Toyota Ray xuất hóa đơn từ tháng 1 năm 2024 này, thì giá xe niêm yết đã giảm cho anh chị. Giá xe niêm yết ngày xưa là 552 triệu và hiện tại chỉ còn là 498 triệu, giảm dưới 500 triệu. Bây giờ chỉ còn 498 triệu chiếc xe Toyota Ray này thôi. SUV 5 chỗ hạng A, gầm cao, máy 1.0 turbo và có cái gầm và cái tầm nhìn rất là thoáng. Thì em sẽ giới thiệu cho anh chị cụ thể với cái chi phí như vậy, thì cái tổng chi phí mình cần bỏ ra bao nhiêu để lấy chiếc xe này về nhà. Thì đối với cái giá niêm yết mới, giá niêm yết là 498 triệu thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là khoảng 553 triệu là mình sẽ đăng ký xong xuôi rồi. Còn nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng đâu đó sẽ khoảng 161 triệu là anh chị sẽ đăng ký xong xuôi chiếc Toyota Ray mới rồi. Và thời điểm hiện tại thì anh chị nếu mà có nhu cầu lấy xe đi thì vui lòng đặt trước giúp em, thì bởi vì là cái xe nhà máy đã giảm xuống giá nó rất hợp lý rồi, nên là cái thị trường bây giờ là cái lượng xe cũng không còn nhiều và cái khách hàng thì cũng đa số nó đặt trước hết rồi. Và chiếc xe trước mắt tôi đây là một chiếc xe thì em cũng đã mới vừa đăng ký đăng kiểm xong về và chuẩn bị giao cho khách hàng, thì em sẽ mượn cái xe của khách hàng để quay cho anh chị xem, cũng giới thiệu về cái giá bán mới của anh chị. Vừa rồi thì em đã đi một vòng xung quanh xe để giới thiệu cho anh chị về giá bán mới của xe này, thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị thêm về cái phần nội thất của xe. Như anh chị thấy đây là khi em đang ngồi trên xe, cái xe này thì được sử dụng là động cơ 1.0 turbo, vừa tiết kiệm này, vừa khi cần mà cái sức mạnh cần tăng lên thì mình sẽ có cái turbo để tăng cái tốc độ, tăng cái sức mạnh của động cơ. Và phần nội thất của xe thì cũng được trang bị một vài cái tính năng rất là cao cấp, từ như là lấy chuyển số sau vô lăng này, có gương cụp mở tự động, kèm với đó là có cảnh báo điểm mù trên gương và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Điều hòa thì được trang bị là điều hòa tự động, còn màn hình thì được trang bị là màn hình có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Một chiếc xe rất là trẻ trung cũng như là năng động, và đối với những anh chị mua xe lần đầu thì đây là một chiếc xe rất là phù hợp, bởi vì là kích thước của xe nó chỉ dài có 4m thôi mà cái diện tích sử dụng bên trong thì rất là lớn, ngồi rất là thoáng anh chị ạ, ngồi rất là thoáng. Và ngoài ra thì em sẽ xuống hàng ghế thứ hai để anh chị xem qua, và đặc biệt là cái ngoại thất của chiếc xe này rất là khỏe, rất là đẹp. Vừa rồi em ngồi hàng ghế bên trên thì cũng đã thừa rất nhiều rồi, tiến lên một chút thì mới ngồi lái được, nhưng mà khi em ngồi xuống hàng ghế thứ hai đây thì nó cũng rất là rộng. Anh chị có thể thấy ở đây là tuy chỉ dài có 4m nhưng mà cái diện tích sử dụng của xe thì rất là tối ưu. Và xe thì được trang bị ngoại thất một số cái tính năng cũng khá là hay ho, như là cái chạm vào để mở cửa này và chạm vào để khóa cửa. Em vừa ra khỏi xe chạm vào xe khóa cửa. La răng thì rất là lớn, la răng 17 inch, cụm đèn là đèn full LED, có cảm biến trước và cảm biến sau, đèn sương mù. Đây, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là cập nhật cho anh chị về cái thay đổi mới của xe Toyota Ray. Thì anh chị nào quan tâm đến xe Ray và có nhu cầu lấy xe trong thời gian gần tới thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình, thì em sẽ báo cho anh chị về cụ thể hơn về lịch xe, giá xe cũng như là các chương trình ưu đãi. Anh chị vui lòng liên hệ giúp em. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.